Kính thưa quý vị, tuyết lở khiến một thị trấn ở Alaska bị cô lập. Tin từ Alaska, tuyết lở đã che lấp con đường cao tốc duy nhất dẫn đến Valdez, Alaska, cắt đứt toàn bộ giao thông của thị trấn với hơn 4.000 cư dân này. Theo các thông tin trên trang mạng của thị trấn cho biết, tình trạng này sẽ có thể tiếp diễn trong khoảng một tuần sắp tới. Vụ tuyết lở đầu tiên đã bắt đầu vào hôm thứ Sáu tuần trước, kéo theo hàng loạt các vụ lở tuyết tương tự vào ngày hôm sau. Các nhà chức trách của thị trấn đã kêu gọi người dân tự nguyện di tản trong dịp cuối tuần bởi vì nước đã bắt đầu tích lũy bên dưới lớp tuyết của vụ sụt lở. Người ta đã phải dựng một trại trú ẩn bên trong trường học dành cho những người đi di tản. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đã có bao nhiêu người tự nguyện rời khỏi ngôi nhà của họ. Theo trang mạng của Valdez cho biết, thị trấn này hiện vẫn đang dự trữ một lượng lớn nhiên liệu và khí đốt. Ngoài ra, thực phẩm và nhiên liệu bổ sung vẫn có thể chuyển đến thị trấn bằng xà lan trong trường hợp cần thiết. Valdez là một thị trấn nằm cách khoảng 300 dặm so với Anchorage, thành phố lớn nhất của Alaska.